Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe touring Check Light Trunk. Đây là một mẫu xe touring của Mỹ mới nhất về tại cửa em. Check Epic Light Trunk các bác nhé. Mấy hôm trước thì em cũng về chiếc 7.1. Hôm nay về một chiếc cao cấp hơn. Rồi sẽ đi vào đánh giá chi tiết xem. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo là tông màu đen. Qua đường chỉ sơn trắng nối chữ Light Trunk các bác. Rất là nổi. Các có thể lên Google để search thêm về model chiếc xe này. Với thương hiệu Trek thì luôn đi liền với đầu phụ tùng của Vân Trần Gơ, một hãng chuyên làm phụ tùng của Trek, là một thương hiệu Mỹ. Có nguyên zin của Vân Trần Gơ các bác nhé, và yên có chữ B của Vân Trần Gơ đây. Đây là một mẫu xe được rất nhiều người mua về, khách mua về để đi phượt. Em đánh giá chiếc xe còn rất là mới thôi, chủ trước cũng khá giữ gìn chiếc xe này. Vâng, với những dòng xe đi phượt thì được trang bị bộ phanh V, rất dễ dàng thay thế ổ má phanh, rất tiện dụng. Nhưng quãng đường xa, xe được trang bị các bác thể thấy đây là củ đề của Shimano Alivio, lít cũng của Shimano luôn các bác nhé, đồng bộ theo xe. Xích và lip em đánh giá còn sử dụng rất là tốt. Bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Shimano các bác. Lâu lắm rồi em mới về một chiếc xe touring check mới nha. Bên trên đây các bác có thể thấy phốt và ghi đông tất cả đều của Watchango, viên zin theo xe. Bộ tay lắp và bộ tay bấm 8 tốc độ bên lip của Shimano, và 3 tầng đĩa cho xe 24 tốc độ thay đổi cho các bác. Cái đầu bên trên đấy có biểu tượng của chiếc Kiên của hãng Trek, chuông theo xe đây. Bộ phanh V của Techo các bác nhé. Xe vẫn giữ được nguyên bộ lốp của lốp và vành của Bontrager, nguyên zin theo xe. Rất ít khi có chiếc xe giữ được bộ lốp là đã qua sử dụng rồi. Xe được trang bị bộ lốp là bộ vành lốp là 700x35C. Đây là một lốp cơ bản của dòng touring. Lốp đi phượt. Vành đây. Càng nhôm của Trek. Và đây em sẽ quay một số chiếc tem trên xe. Phía bên dưới đây các bạn có thể thấy đây. Em sẽ quay alumium, biểu tượng alumium là nhôm.
và mã vạch chống hàng rào của xe. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đúng của xe. Xe có chiều cao không đúng là 46 các bác nhé. Ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 để đi được chiếc xe này. Tương đương với size S luôn. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động 9 tầng lip của Shimano và củ đề của Shimano Aligio lên đĩa, lên lip, xuống lip. Tầng chuyển động rất là tốt. Bên tay phải mô đĩa 3 tầng của Shimano, xuống đĩa, lên đĩa, gạt đĩa của Shimano luôn các bác nhé, đồng bộ thơ xe. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Touring đường phố đến từ thương hiệu Mỹ Czech Lightron. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm thì nhắn tin Zalo 0975 749 93 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.